Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 8 trên trang web olm.vn. Trước khi bắt đầu vào bài học mới, chúng mình cùng dành thời gian ôn tập lại kiến thức của bài cũ nhé. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay. Unit 11. Science and Technology. A closer look 1. Chúng mình cùng bắt đầu bài học với phần đầu tiên, phần từ vựng. Vocabulary. Trước khi bắt đầu vào bài học, thầy có 6 bức tranh. Đó chính là 6 phát minh nằm trong top những phát minh nổi tiếng nhất thế giới. Các con có biết ai là những người phát minh ra chúng không? Thầy sẽ gợi ý cho các con bằng các bức chân dung của những nhà phát minh này. Chúng mình hãy cùng thử nhé. Chúc mừng các con đã có câu trả lời rất chính xác. Và đáp án đúng là... Các con thấy những người phát minh ra thứ gì đó hoặc công việc của họ là phát minh ra mọi thứ, thì chúng ta có một danh từ chung để gọi những người này. Đó chính là những nhà phát minh hoặc là nhà sáng chế, inventors. Vậy, khi chúng ta có động từ invent, chúng ta sẽ thêm đuôi or ở cuối động từ invent để tạo thành một danh từ chỉ người. Đó chính là inventor. Tương tự như vậy, những người hay chạy, đặc biệt là chạy trong các cuộc thi, chúng ta có động từ run. Và chúng ta sẽ thêm đuôi er ở đằng sau động từ run để biến thành danh từ chỉ người, runner. Vào một trường hợp khác, hành động chào đón và giúp đỡ du khách cũng như trả lời điện thoại, chúng ta gọi là reception. Ở đây, chúng ta sẽ thêm đuôi ist vào cuối danh từ reception để biến thành một danh từ chỉ người. Đó chính là receptionist, nhân viên lễ tân. Vậy từ 3 ví dụ này, chúng ta có thể rút ra một kết luận như sau. Để tạo nên một danh từ chỉ người, các con cần có một danh từ hoặc một động từ và theo sau đó các con hãy thêm đuôi er, or hoặc là ist và đằng sau của động từ hay danh từ đó. Chúng mình hãy cùng vận dụng kiến thức vừa rồi để nói về những nghề nghiệp liên quan đến khoa học và công nghệ nhé. Jobs relating to science and technology. Những người nghiên cứu các tòa nhà, ngôi mộ, công cụ và các đồ vật khác của những người sống trong quá khứ, chúng ta gọi là archaeologist, nhà khảo cổ học. Những người thích đi du lịch đến những nơi mà chưa ai từng đến để tìm hiểu xem ở đó có gì, chúng ta gọi đó là các nhà thám hiểm, explorer. Và danh từ sự khám phá, thám hiểm, exploration. Những người làm việc để bảo vệ môi trường khỏi những tác hại do hoạt động của con người, chúng ta gọi là conservationist. Bộ môn vật lý học là một môn khoa học tự nhiên, tập trung vào sự nghiên cứu vật chất và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên quan đến năng lượng và lực. Những người nghiên cứu chuyên sâu về những kiến thức này, họ chính là physicist. Kỹ sư là những người sáng chế, thiết kế, phân tích, xây dựng và thử nghiệm các máy móc hay các công trình trong dự án để hoàn thành mục tiêu và yêu cầu đề ra. Engineer. Người có liên quan đến lập trình, quản lý và cấu hình của một chương trình máy tính hay phần mềm được gọi là software developer. Và chúng ta có danh từ sự phát triển phần mềm, software development. Archaeologist, explorer, exploration, conservationist, physicist, engineer, software developer, software development. Một nhà hóa học là nhà khoa học chuyên môn về lĩnh vực hóa học, tính chất của các chất hóa học, phát minh ra chất mới, góp phần nâng cao kiến thức cho thế giới. Chemist. Người đưa ra ý kiến, lời khuyên cho ai đó tham khảo khi giải quyết một công việc quan trọng nào đó, chúng ta gọi họ là advisor. Các con lưu ý advisor có 2 cách viết, có thể kết thúc bằng or hoặc là er. Nhà thiết kế là người lên kế hoạch cho những bộ quần áo bằng cách chuẩn bị các bản vẽ hoặc kế hoạch thiết kế. Designer. Một nghề cũng khá gần với kỹ sư phát triển phần mềm, đó chính là lập trình viên, programmer. Và nghề nghiệp cuối cùng, những nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về sinh học, chúng ta gọi là biologist. Chemist, advisor, designer, programmer, biologist. Để giúp các con củng cố chắc hơn những từ vựng vừa rồi, thầy cho mình cùng làm bài tập ngắn sau đây. Chúc mừng các con đã trả lời rất chính xác. Chúng mình hãy cùng xem đáp án nhé. Thầy trò mình cùng chuyển sang phần học tiếp theo trong bài học ngày hôm nay, phần phát âm. Pronunciation. Phần phát âm trong bài số 11 các con sẽ đi học. Stress in words starting with an and im. Trọng âm của những từ bắt đầu bằng tiền tố an và im. Như thường lệ, các con hãy nghe các từ ví dụ thầy đưa ra sau đây và cho thầy biết con có suy đoán gì về cách đánh trọng âm của những từ này nhé. Unable, unacceptable, unidentified, unchanged, immature, immeasurable, impolitely, impulse. Thầy tin chắc các con đã có câu trả lời của riêng mình rồi đúng không nào? Hãy cùng khám phá xem. Các con thấy từ able trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, từ acceptable trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Khi thầy thêm tiền tố an vào đằng trước cả hai từ, các con thấy trọng âm đều không thay đổi, vẫn là a trong able và accept trong acceptable. Tương tự như vậy, các con nhìn ở đây với từ mature, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Khi thầy thêm tiền tố im vào đằng trước, trọng âm vẫn không hề thay đổi. Vậy, từ đó chúng ta rút ra được kết luận như sau. Đối với những từ bắt đầu bằng tiền tố an hoặc im thì trọng âm sẽ không thay đổi so với từ gốc. Các con nhớ nhé. Chúng mình hãy cùng nhắc lại các từ vựng vừa rồi. Unable, unacceptable, unidentified, unchanged, immature, immeasurable, impolitely, impulse. Để giúp các con nắm vững hơn phần kiến thức vừa rồi, thầy mời các con chúng mình hãy cùng làm các bài tập sau. Các con làm rất tốt. Như vậy, ở bài học A Closer Look 1, các con đã được học thêm về cách tạo nên một danh từ chỉ người bằng cách thêm đuôi OR, ER hoặc IST vào sau danh từ hoặc động từ. Các con cũng đã vận dụng kiến thức đó vào học các từ vựng chỉ nghề nghiệp, công việc liên quan đến khoa học và công nghệ. Ngoài ra, các con cũng đã được học thêm về cách nhấn trọng âm vào các từ bắt đầu bằng tiền tố an và im. Về nhà, các con hãy xem lại bài và chăm chỉ luyện tập nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.